Nhà mới nhập cái dòng ngải sông, ngải trị liệu an tâm nhưng cái loại ngắn. Và cái đệm này thì vừa ngồi này, rồi cái chỗ nào lạnh này, rồi cái bụng lạnh này, những người lạnh bụng này nhá, rồi những người phân nát này, rồi là đại tràng này, úp cái bụng xuống đây, rồi là lưng, rồi là hông, rồi là mông, đây nó đây. Đốt mấy cái viên kia và ghim vào đây, xong đậy cái này vào. Đấy, đậy cái này vào. Thế mà thấy nó nóng quá thì đậy bớt cái này vào. Cái cửa này là cửa hút gió hai bên. Đấy, mình nó vào nhiều thì là nó cháy mạnh và nó nóng và nó bốc hơi, bốc khói nhiều. Thế bây giờ mình điều tiết hai bên. Rẻ quá, có 350 các bạn ạ. Tôi duyệt, tôi cũng lấy một cái. Mọi khi thỉnh thoảng một năm một vài lần cũng phải nhờ cô Dung cô đốt ngải cho, thì bây giờ mình tự đốt lấy, xong mình tự hơ lấy bằng cách mình nằm đè lên nó cái chân này để xong nó có một cái miếng vải phủ lên trên nữa, có cái tờ hướng dẫn này nữa. Và cái này 50.000, cái này 350.000, cái này là cái gấp đi bộ với nó. Mùa này là cái mùa mình có lúc cần phải hỗ trợ.